Kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Ẩn Số Thế Giới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video. Chổi quét nhà cứ đặt ở chỗ này để lộc khí phừng phừng, nghèo mấy cũng sẽ thành đại gia. Theo phong thủy thì nếu gia chủ không chú ý đến vị trí đặt chổi thì rất có thể sẽ tiện tay quét luôn tài lộc đi ra khỏi nhà. Vậy nên, để chổi quét nhà ở đâu cho hợp với phong thủy, giúp cho gia chủ vận trình tăng tiến thì hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay sau đây. Và để theo dõi được những video clip mới, bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông ngay bên cạnh nhé. Lên để ở phía sau nhà hoặc ban công. Đây là hai vị trí thích hợp nhất để cất chổi quét nhà mà không ảnh hưởng tới phong thủy nhà ở. Chổi quét nhà quét đi bụi bẩn nên bản thân nó cũng mang theo khí xấu. Nếu để sau nhà hoặc ban công thì sẽ tránh bớt được ảnh hưởng của nó tới vận khí của căn nhà. Chổi quét nhà được đặt ở nơi kín đáo phía sau nhà còn có tác dụng bảo vệ an toàn cho gia chủ, giữ cho những kẻ quấy rối hay kẻ xấu muốn nhòm ngó tài sản nhà bạn ở bên ngoài không thể xâm nhập và làm hại những người sống trong nhà. Ấy là khi gia đình bạn sẽ được thần chổi bảo vệ, giúp chúng ta an tâm sinh sống và làm việc. Không nên để ở góc phòng khách. Phòng khách là vị trí vô cùng quan trọng trong nhà, là nơi gia đình quây quần tụ họp, cũng là nơi nhận khí vượng, tài lộc phát. Nếu để chổi quét nhà ở phòng khách thì những khí xấu tích tụ nơi cây chổi có thể ám theo người sống trong nhà. Những thứ bẩn thỉu lẽ ra phải được loại bỏ thì vô tình vẫn còn ở đó, khiến cho sức khỏe cũng như vận trình của gia chủ bị sa sút. Không nên để chổi quét nhà hai bên cửa ra vào. Một sai lầm mà nhiều người thường mắc phải mà tiện tay cất chổi vào sau cánh cửa ra vào để tiện cho việc sử dụng. Cửa ra vào là nơi thu hút tài lộc may mắn cho cả gia đình, nên không thể đặt một vật mang năng lượng xấu như chiếc chổi. Không nên đặt chổi quét nhà ở nhà vệ sinh. Những người nghĩ rằng nhà vệ sinh là nơi bẩn nhất trong nhà nên đem chổi để ở đó, khiến cho chổi đã bẩn lại càng bẩn hơn. Khí xấu tích tụ càng nhiều, khi mà chúng ta lấy chổi ra quét nhà thì cũng vô tình đem những thứ đó đi khắp nhà. Quét dọn nhà xong chẳng những không được sạch sẽ mà còn vô tình làm cho khí xấu lan truyền khắp nơi, gây ra những hậu họa khó bề mà tưởng tượng được. Chính vì thế, đừng bao giờ để chổi quét nhà trong nhà vệ sinh. Có thể bạn không biết điều này, nhưng những gia đình truyền thống Trung Hoa không bao giờ để chổi ở trong nhà. Theo quan niệm dân gian, họ cho rằng nếu để người khác trong nhà mà thấy ngay được cây chổi hoặc là chổi lau nhà hay bất cứ một dụng cụ vệ sinh nào là một điều cực kỳ xấu. Đặc biệt, để chổi trong phòng ăn hay phòng bếp càng là một điều đại kỵ, bởi nó sẽ quét sạch cơm gạo, nguồn sống của gia đình, khiến cho tài lộc sa sút, vận trình gia chủ ngày càng đi xuống. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Khi xem video của chúng tôi, nếu bạn cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè của bạn để biết thêm thông tin và đón nhận những video mới. Rất cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe và nhận xét kênh Ẩn Số Thế Giới. Hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí hiển thị trên màn hình. Đừng tiếc like và comment khi xem video.